Ok, thì hôm nay xin chào tất cả các bạn cảnh mình. Đấy, thì hôm nay mình đi qua lát nha. Đấy, thì tập trước là mình đã bị một cái thằng mập từ đâu đến nó đuổi và mình phải nhảy ra cửa sổ trốn rồi các bạn. Đấy, thì hiện tại bây giờ mình phải xuống đây nha. Đấy. Mình xem nào. Mẹ sao cửa nó chốt lại rồi các bạn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ phải tìm một con đường của mình ra nha. Đấy, chứ hiện tại là mình đã bị nhốt ở ngoài nha. Ok, để mình xem mà. Không chui được à? Đấy, ok, vào được rồi. Ui mẹ. Ui dồi, gì đây? Mẹ thằng nào nó đập cửa đấy các bạn. Ok. Thì nay là mình cũng làm luôn bởi vì là mình cũng hết tuần này là mình cũng nghỉ Tết rồi. Bởi vì tuần sau là mình cũng có vài bận lắm. Cho nên là bây giờ mình làm luôn. Có thể là tuần này mình sẽ làm luôn cả 3 tập đấy các bạn. Part 4, part 5. Part 4, part 5 có cả part 6, part 7 đấy các bạn. Tuần này có thể mình làm luôn hết game nha. Để tuần sau mình có thể ăn Tết. Đấy. Bởi vì tuần sau mình cũng có một vài việc thứ rất là bận nha các bạn. Đấy, sắp tới là còn đi học mà offline nữa. Thế mới khổ. Ok. À đây đường ra đấy các bạn. Ok. Bây giờ mình làm luôn nha. Không biết là các bạn Tết rồi các bạn có sắm sửa được đồ gì hay là đừng nghỉ Tết chưa. Đấy. Mình hết tuần này cơ. Xem nào. Ok, đang lưu. Có ai không? Cứu tôi với rồi chị giúp. Thế nào nhỉ? Vẫn lang thang ở ngoài. Ủa rồi. Ấy trưởng, thế đây là cửa điện à? Mẹ thôi, tốt nhất là đi anh em ạ. Không mà là mẹ. Nó giật cho phát là thôi. Nằm co giật co ro khó Tết luôn. Mình sẽ tìm đường mình tìm cái chỗ mình phải dập ổ điện nhé. À đi pin 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 của mình các bạn. Có thể tuần này là mình sẽ dồn cho nó hết game luôn các bạn. Các bạn. Đây cửa khóa này. Đây cửa không khóa bạn. À không không không. Đây cửa không khóa. Mình xem mà đường nào ấy. Cửa nó không khóa cơ mà. À đây có một cái cửa không khóa. Xem nào. Ui ôi. Khó mẹ rồi. Bây giờ mình phải đi đâu? Giờ mình phải lang thang ở ngoài đường các bạn. Thế phải đi đâu ấy? Khó mẹ rồi. Đi rừng à? Này là cái đường cũ rồi. Đường mẹ rồi. Mà cửa mở không? Không mở được lại chốt. Mẹ bọn này. Nó cửa lắm chốt đấy. Nó phải đi đâu? Cái bên này. Ở đây có một con đường sáng mà. Đây. Tuy nhiên xuống đây là phải để ngắt cầu dao các bạn. Cầu dao vào xem mà. Ui ôi thằng này mày tè bậy nhá, mày tè bậy nhá. Tao quay phim. Quay phim chụp ảnh cái tội mày tè bậy. Lưu lưu. Ok. Ui ôi. Ông nào ông chạy trên đấy. Nhưng mình thấy ông nào ông mới chạy trên đầu các bạn. Mẹ thôi đường không? Sợ khẩy quên đường chết rồi. Đây, đi này. Nói chung mình cứ đi chỗ thằng sáng rồi thôi. Đây cửa này các bạn. Mẹ cái thằng là nó bật lại cổ dao đây. Mẹ ông đánh chết con mẹ mà. Nhớ đường. Thế nào.
không học này. Khoan, sao tự nhiên mình thấy có một cái vũng máu ở đây nhỉ? Hình như nó ra ngoài rồi các bạn. Ui, cầu mong là mẹ đừng ở sau lưng nha. Ôi, 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 mẹ ơi. Nó sau lưng các bạn ạ. Ui, nhầm. Đang đuổi. Đóng cửa. Nhốt nó ra máy. Ủa đù, nó không đập cửa mà. Thằng này cho mày khôn. Nó đuổi không? Chẳng thấy các bạn, chẳng thấy đuổi nữa. Ui, nó bắt đuổi. Sao mà. Ui rồi, rồi xong. Bây giờ đường nào? Ở đây nhớ đường. Vào đây. Ui rồi, sao nó bắt đập anh ấy? Đuổi dài thế mẹ. Ui, nó không đuổi nữa các bạn. Thôi anh em chạy. Không, nó cửa nó chạy. Thằng này đuổi dài thế. Xem nào. Đuổi dài mới nổi các bạn. Gì đây? Nạp pin này cái. Điện rồi. Đủ trên kia là có một cái tháp các bạn, có một cái tháp. Thôi thì mình chạy nhanh lên đấy xem mà. Rồi. Là phải rút lỗ chó à? Úi giời. Thằng nhảy lâu ấy. Nhưng mẹ nãy vừa thấy cái thằng nào nhảy lâu các bạn. Xong xem mà xong lấy nhảy được. Ở đây có một cầu thang, anh em lên à. Đi có ai anh em nhìn mặt nước này, cái này ta bị lưu. Xem nào. Mẹ nhảy đây thôi, xác định là tèo luôn các bạn. Nhảy xuống anh em tèo luôn. Nhảy bên kia à? Nào. Hây da. Lên. Ôi ôi. Mẹ, cái mình gỗ gãy à? Má, phải này mày rơi thôi. Không chết thì mình cũng què các bạn. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Què chưa cưng? Què chưa? Què chưa thấy cưng? Như chưa các bạn. Cái đứng được hôm nay. Hay què rồi. Đủ ông phải sống dài thế nhỉ. Ghê thật. Không phải chị em. Rồi. Mẹ trong này bọn nó có gái à? Nhưng người có vấn đề nghiêm trọng hơn. Trực cho mày bọn nó đang nói chuyện với gái à? Nhưng phải đi đâu ấy bà? Chết mẹ là kẹt mẹ ở đây rồi. Hình như bị kẹt thôi các bạn. Nồn. Cái gì đây? Chả kệ nhiều nhỉ. Thôi chắc hôm nay sáng nó không ở bật đèn pin đâu. Nói gì em à? Mẹ, loa là chui rút cái này không mà. Ta đẩy đồ mẹ đi xong rồi mình chạy. Chui nào ấy? Ôi, mẹ nào ấy? Mình vừa thấy không các bạn? Thành cái pin.
chú chưa nhỉ? Đây chú rồi, in nhặt nhặt nhặt. Thế đây là phải chui ra. Chui về đây chỉ nhặt cái pin. Ok. Mày đấy kiểu sao mày toàn bắt tao chui rúc không? A gift to the groom. Rồi gì đây? Mẹ đứa này chơi cổ ấy. Thằng chó ở đây. Tao đá đít bây giờ này. Đâu nhỉ? Mày quay nó lại kêu. Mày vừa lòng. Đây. Hình như là có gì đấy các bạn. Nói trưởng trong này bọn nó có bạn gái à? Bắt bố một chú bé khe mệt muốn chết. Chú về rồi, bây giờ mình đi đâu? Rồi đi đâu bây giờ mà? Ở đây có một đường. Bắn mình chú rút này. Này đâu? Ở đây có một đường mình nhảy lên. Chó tồi. Bắn đường xuống kìa, sao không cho tao xuống? Mẹ. Cửa toán chốt. Nó cho đi được cái đường nào thực tế cả. Tôi tắm bắt chú rúc. Nghe mà. Gì đây? À đó, mình nghĩ sao? Ôi, ui gì đây? Hình như cầm dao các bạn ạ. Ui dồi ôi dồi ôi dồi. Ui dồi nó cầm dao các bạn ạ. Ui dồi nó trưởng cho phát. Vậy nó cầm dao không ạ? Đóng cửa không cỡ, đóng cửa. Mày phải đóng cửa. Nó có đóng cửa ạ. Mày chạy đâu? Ôi mò được đường nào đi đường đấy các bạn. Được đường nào đi đường đấy. Thôi sẽ xong cái này mình dừng game nữa các bạn. Sẽ lang thang lại rồi mệt bả cả người luôn. Okay, thôi có lẽ là đến đằng kia mình phải tạm dừng video anh em. Mẹ cái gì này? Phải cả nồi. Nó cho mình nộm, nó có bật nhạc cái nữa. Ông công ở Rick Roll lên trôn người ta. Ui, đứa nào ấy? Người thấy đứa nào chạy các bạn? Úi dồi, cục cưng. Mẹ, nhìn cái mặt đấy, ông nhìn như kiểu biến thái đấy các bạn. Thôi cái lấy mấy người tạm dừng lại anh nha. Cảm ơn các bạn xem video của mình. Chào các bạn, bye bye.